Kính thưa các đồng chí và các bạn xem đài, mở đầu trong chương trình hôm nay, xin mời các đồng chí và các bạn theo dõi điểm tin các hoạt động của Công an tỉnh Tây Ninh. Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã tặng hoa và trao quyết định chuẩn y ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh và các đồng chí trong Ban Thường vụ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Trãi và mong đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó. Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại hội trường Công an tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo chính quyền ba tỉnh giáp ranh biên giới Vương quốc Campuchia, Srei Rieng, Tobon Khomum, Phrey Ven, Vương quốc Campuchia, tổ chức hội nghị hợp tác phòng chống kiểm soát ma túy và ký kết hợp tác thực hiện năm 2020. Tại hội nghị, các bên đã thông báo tình hình, kết quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thời gian qua, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy trên khu vực biên giới, đạt kết quả tốt hơn. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh bắt khởi tố 40 vụ, 58 bị can mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ 103,64 kg ma túy tổng hợp. Trong đó, nhiều vụ đã được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền Campuchia. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh khẳng định, chính quyền Tây Ninh luôn xác định việc tăng cường hợp tác với chính quyền các tỉnh Srei Rieng, Tobon Khomum, Phrey Ven, Campuchia trong công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác phòng chống tội phạm của tỉnh. Đồng thời, mong muốn chính quyền các bên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hai nước tôn trọng chấp hành pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước và luôn ủng hộ các lực lượng chức năng trong cuộc chiến này. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo chính quyền bốn tỉnh đã ký biên bản hợp tác phòng chống và kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất ma túy. Khối thi đua Công an tỉnh Tây Ninh gồm khối xây dựng lực lượng, khối an ninh, khối cảnh sát và khối công an huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2019. Năm 2019, các khối thi đua đã triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong các chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an. Chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề nổi lên, không để phức tạp tình hình, giải quyết ổn định nhiều vụ việc liên quan khiếu kiện, các vụ đình công, lãng công trong công nhân, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là hoạt động tín dụng đen và tội phạm ma túy. Tỷ lệ điều tra khám phá án, tỷ lệ xử lý tin báo, tỷ lệ truy bắt đối tượng truy nã vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác điều tra tố tụng được đảm bảo, không xảy ra oan sai, bức cung nhục hình, tai nạn giao thông được kéo giảm trên 3 tiêu chí. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục chuyển biến tích cực, kỷ luật kỷ cương điều lệnh Công an nhân dân được siết chặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, trong những năm gần đây, huyện Gò Dầu cũng đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế và xã hội. Là địa bàn giáp ranh với nhiều huyện và nằm trên đường xuyên Á nối liền giữa thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia, đồng thời có khu công nghiệp Phước Đông Bài Lời nên thu hút được nhiều người dân địa phương nơi khác đến làm việc. Đây cũng là nơi nhiều đối tượng lợi dụng phạm tội để hoạt động và luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Để đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tốt địa bàn, quản lý các đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội, Công an huyện Gò Dầu đã tổ chức chuyển hóa địa bàn tại hai xã Phước Đông và Cẩm Giang. Địa bàn Phước Đông thì thời gian gần đây do các khu công nghiệp phát triển nên cái tình hình dân ở một số tỉnh ở phía Bắc vào tập trung rất là nhiều, dẫn đến cái tình hình an ninh trật tự cũng phức tạp. Về cái địa bàn Cẩm Giang thì đây cái địa bàn là nội địa nhưng mà nó có địa bàn giáp ranh với Hòa Thành và Dương Minh Châu, cho nên các đối tượng phạm tội
lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động một số tội phạm nổi lên như là đá gà, đánh tài xỉu. Cho nên là công an huyện Cần Giờ đã quyết định là chọn cái địa bàn Cẩm Giang và Phước Đông là cái địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để tập trung lực lượng chuyển hóa địa bàn, làm trong sạch địa bàn hơn. Từ tháng 4 năm 2019, công an huyện đã tăng cường 2 tổ công tác bám sát địa bàn hai xã này với 25 thành viên phối hợp cùng lực lượng công an các xã, dân phòng và đoàn thể tại địa phương cùng thực hiện kế hoạch chuyển hóa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với công tác quản lý đối tượng có điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội, lực lượng công an đã tổ chức kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe và hoàn chỉnh lại hồ sơ đối tượng tại hai xã Phước Đông và Cẩm Giang. Đồng thời, lực lượng công an giao các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, sử dụng ma túy tại địa phương cho các cơ quan, đoàn thể của các xã để quản lý di biến động và thường xuyên thăm hỏi động viên, giúp cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến chính của hai xã Phước Đông và Cẩm Giang đang được thực hiện thường xuyên. Toàn bộ lực lượng chuyển hóa địa bàn của công an huyện tăng cường phối hợp cùng lực lượng của xã, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường và khu đông công nhân sinh sống. Địa bàn xã Cẩm Giang trước đây cũng đã chuyển hóa một lần nhưng đã tái phức tạp trở lại, nên trong lần chuyển hóa địa bàn năm nay sẽ làm trong sạch địa bàn, đem lại bình yên cho nhân dân. Riêng đối với xã Phước Đông là nơi có khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời, tập trung nhiều người dân từ các địa phương khác đến làm việc và lập nghiệp, nên đây có thể là điểm thường xuyên xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được sự phân công của ban đạo công an huyện, phân công tôi cùng là ở tổ chuyển hóa địa bàn gồm có 14 đồng chí với vai trò là tổ trưởng. Thì cái giai đoạn đầu là mình phối hợp để khảo sát tình hình mà nó phức tạp ở trên địa bàn Phước Đông. Thì sau đó mình để mình lên danh sách tất cả các đối tượng có tiền án tiền sự, có đối tượng có dấu hiệu phạm tội, phối hợp với cái chính quyền địa phương bám vào đó tiến hành để mình sàng lọc, mà là để cảm hóa giáo dục tất cả các đối tượng mà nó có tiền án tiền sự. Giai đoạn tiếp theo thì mình để tập trung mình đấu tranh triệt xóa, nếu mà tất cả mà các tụ điểm mà nó hình thành để trên địa bàn mà ảnh hưởng tới địa bàn Phước Đông. Từ khi mà triển khai cái kế hoạch của ủy ban huyện thì thực hiện cái công tác chuyển hóa địa bàn trên địa bàn xã Phước Đông, thì thời gian thì từ ngày 15 tháng 4 đến nay, thì qua cái quá trình triển khai thực hiện cái công tác này thì đối với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì cũng được kiềm chế và kéo giảm đáng kể. Thì qua đó thì nó phát huy được cái vai trò của các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và còn nhân dân để phối hợp trong cái công tác mà đấu tranh rồi tố giác tội phạm, góp phần cái giữ vững cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong ngày lần tới. Thì sau khi mà cái đội mà cái tổ chuyển hóa địa bàn lúc đi á, thì giao lại cho địa bàn xã, thì nói chung thì lực lượng công an xã thì cũng tiếp tục duy trì, thì cơ bản thì đến nay thì nó cũng được duy trì và giữ vững, thì ổn định được cái an ninh chính trị rồi trật tự mọi xã hội trên địa bàn của xã. Cùng với đó, lực lượng chuyển hóa địa bàn còn tăng cường phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke, cà phê chòi, đồng thời tổ chức các đợt tuyên truyền đến từng khu phòng trọ, nhà dân để hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm. Do có sự chủ động, tích cực, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ từ việc tuyên truyền được phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến công tác triệt phá, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nên đến nay tình hình an ninh trật tự tại hai xã Phước Đông và Cẩm Giang được giữ vững. Tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 11 vụ, giảm 9 vụ so với năm 2018. Trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ án giết người và hiếp dâm trẻ em. Án nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, án ít nghiêm trọng xảy ra 6 vụ. Triệt xóa 13 vụ, 60 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền. Chuyển hồ sơ cho công an huyện khởi tố 3 vụ 12 đối tượng, xử phạt hành chính 46 đối tượng, bắt 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy và 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ, chết 1 người, bằng số vụ và số người chết so với năm 2018. Điển hình, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 6 tháng 5 năm 2019, tại khu vực vườn cây thuộc ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tổ chuyển hóa địa bàn bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, thu hút khoảng 15 người tham gia, do Cao Văn Nghĩa, sinh năm 1983, ngụ Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu,
đứng ra tổ chức và làm trọng tài. Tang vật thu giữ: 2 con gà, 13 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 1 cân đồng hồ, 42 triệu 600 nghìn đồng cùng nhiều vật dụng liên quan khác. Khi bị lực lượng chức năng ập vào, những người có mặt tại tụ điểm đánh bạc chạy khỏi hiện trường, để lại nhiều xe mô tô. Công an huyện Gò Dầu tạm giữ 6 người và đưa về trụ sở làm việc. Cũng từ kết quả công tác chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an điều tra làm rõ nhiều vụ án. Cụ thể, ngày 16 tháng 5 năm 2019, bắt giữ Phạm Văn Phúc, 21 tuổi, ngụ ô 7, xẹt 200, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 2 bịch ma túy, 1 triệu 700 ngàn đồng và nhiều vật dụng liên quan khác. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, cứ khoảng từ 2 đến 3 ngày, Phúc đến thị trấn Gò Dầu để mua ma túy, sau đó mang về bán lại cho người nghiện quen biết kiếm tiền lời và có ma túy để bản thân sử dụng. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giúp tình hình an ninh trật tự tại hai xã Phước Đông và Cẩm Giang ổn định, tạo môi trường an toàn cho người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.